Chúc mừng anh em là con Ducati Barrichello 959. À, nhưng mà cái cục máy của con 959 nó sẽ có tinh chỉnh cho nó đi mượt hơn cái con 899 nó xíu. Như mấy con đời cũ một gấp giống như là 1098 rồi 848, một cái set này không các bạn rơi vào, nó rơi vào khoảng tầm gần 60 triệu. Rồi ok anh em, chào mừng anh em mới đến với một vlog nữa của mình. Và mình là Mr. Ken số 79 mấy bạn. Chúc mừng anh em là con Ducati Barrichello 959. Thì cái con 959 nó sẽ giống với lại con 899 mấy bạn. Thì chẳng qua là cái con 899 là 959 hai con đó. Mấy bạn nhìn kỹ con 899 á, nó chỉ khác một số chi tiết như phần cánh gà và phần đầu, hốc khí đồi nọ nó hơi khác tí xíu thôi. Chứ còn tổng thể từ dàn phuộc cho tới dàn gấp cho tới dàn mâm hầu như là giống y chang nhau. À, nhưng mà cái cục máy của cái con 959 thì nó sẽ có tinh chỉnh cho nó đi mượt hơn cái con 899 nó xíu. Ví dụ cái con 899 á, các bạn đi cái ga, ví dụ các bạn đi ga anti thấp á, nó sẽ rất là bị giật. Còn cái con 959 thì nó đỡ hơn tí xíu thôi. Nhưng mà nó vẫn giật nha nè. Nó vẫn giật chứ không phải là nó không giật. Thì con này là con 959. Con này hiện tại là các bạn thấy là nó có cái bộ một gấp, nhưng mà thực tế là cái bộ một gấp này nó sẽ là của 1299. Cặp mâm trước sau là cặp mâm 3 cây trẻ, nó là tổng cộng là cặp mâm 9 cây. Nhưng mà 3 cây tổng là 3 cây tổng nó trẻ ra. Cái này tại vì mấy cái con như 1299, mấy cái con đời sau này thì cái dàn phuộc á nó nằm ở bên hông bên đây nè. Nó sẽ rất là dễ cho anh em để setup. À, như mấy con đời cũ một gấp giống như là 1098 rồi 848 thì cái phuộc nó sẽ nằm ở giữa ha. Thường thường mấy con 1098 và 848 mấy con hồi xưa thì nó cũng đi một gấp, nhưng mà cái phuộc nó nằm ở giữa. Đâm ra là khi mà anh em lên mấy bộ gấp nó lên mấy con này thì nó lại không được. Mấy bạn phải chế rất nhiều, mà đa phần những cái con Ducati đời sau này á, cái phần sườn á nó là cục máy luôn. Có nghĩa là mấy bạn sẽ không thấy phần sườn nó lộ ra nhiều. Khi mà anh em tháo hết cái phần dàn áo, mấy anh em tháo hết cái phần sườn đuôi, mấy anh em tháo thùng xăng ra luôn, đa phần 90% chủ lực của nó là cục máy. Nó sẽ làm cái phần sườn trụ luôn. Nên là nó bắt buộc là đây, chỗ này là cái bát nè, nó bắt chung với lại cái cục máy luôn nè. Phần này nó sẽ có cái chữ A bắt vào trong cái gấp. Nên là mấy cái đời sau nó sẽ không có nói qua giống như là mấy con đời trước. Mấy con đời trước thì nó có cái khung sườn mắc cáo. Còn con này là đa phần từ cái 89 đổ đi là nó sẽ là nguyên cục máy, nó là cái khung sườn luôn. Đây, này là gấp, này là của 1299, là nó sẽ xài vô được của thằng 899, thằng 959. Thì một cái set này bao gồm là gấp nè, mấy bạn phải mua bộ gấp, dĩa, cái húp, với lại set mâm trước sau. Một cái set này không mấy bạn rơi vào, nó rơi vào khoảng tầm gần 60 triệu cho set gấp với lại mâm. Còn phuộc á thì mấy bạn không cần, phuộc thì nó sẽ xài chung. Mấy bạn về mấy bạn không làm nhiều, đa phần gắn vô nó cũng đơn giản lắm. Rồi bô thì hiện tại là cái set này đang xài cái bô, bản này là bản thường nha anh em, chứ không phải là bản ray. Cái bô SC 1R đang làm cái bát nối từ ở trên đây xuống. Và cái này đang đi cái foam một gấp á, là cái foam ray. Nên là cái bô bắt buộc các bạn phải treo lên cao cho nó xô ra hết cái phần một gấp ra thì nhìn nó mới đẹp được. Rồi, con này đã lên cái bể cá Bắc Hồ rồi nè. Qua đây. Đa phần mấy bạn thấy tất cả những cái con Ducati xô ra cái phần này là đa phần, nếu mà anh em nào mà nếu mà chuẩn dân chơi xe mà xịn sò á, 10 xe là hết khoảng tầm là 6-7 xe là các bạn sẽ thấy lên cái bể cá Bắc Hồ, là lên cái lốc nồi trong suốt giống vậy thì nó sẽ đẹp hơn. Cái này nó có rất là nhiều nhân, nó có sẽ có là màu đỏ nè, nó sẽ có màu vàng, nó sẽ có màu đen. Đa phần là mấy anh em chơi đen nhân đỏ là nhiều, chứ ít anh em nào mà chơi là full đen hết.
full đen, trừ khi những cái con mà chơi full black edition thì chơi full đen, chứ còn đa phần là mấy anh em toàn là chơi là đen nhân đỏ là nhiều là chính. Ừ. Một cái set đó nếu mà full một cái set lóc nồi bể cá Bắc Hồ nó cũng phải ngoài 20. Còn cái cùm thắng mình đang sử dụng là cái cùm thắng Rainbow Billet, tay này tay cũ thôi, tay này tay 19, thì nó rơi vào loanh quanh đâu đó nó khoảng tầm 9 triệu mấy 10 triệu cho một tay Rainbow Billet. Chứ còn ví dụ mà hàng ken hơn giống vậy nữa, ken hơn thì nó rơi vào khoảng tầm 11 triệu là hiện trạng là như new. Thì một tí nữa mình sẽ cho anh em nghe cái tiếng bô riêng về Ducati, nghe cái tiếng mà gọi là chắc nịch nhất. Thì mình lại thích nghe cái tiếng tẹt mi, cái tiếng tẹt mi mấy bạn ra cái nghe cái tiếng âm thanh nó bass, nhưng mà nghe ra cái tiếng máy nó bass nó lực, chứ nó không có hơi chép giống như là SC. SC nghe nó ché cái lỗ tai, nghe cảm giác nó rất là áp lực anh em. Còn cái thằng tẹt mi mấy bạn ra nghe cái cảm giác nó thanh, nghe cái âm nó chắc cực kỳ. Còn cùm côn hiện tại là đang sử dụng cái cùm côn zin, chỉ có lên cái cùm thắng thôi các bạn. Này là chỉ có lên cái cùm thắng Rainbow Billet thôi. Đây có bình dầu nữa ha. Mấy con Ducati mấy bạn lên mấy cái SC, mấy cái SC này là đỡ ha. Mấy cái SC này mấy bạn nghe cái tiếng nó hơi bass nè. Mấy bạn đi mấy cây SC CRT á, mấy cây đó nghe còn ác chí hơn nữa, nghe rất là ché anh em. Tổng chi phí mà để mấy bạn lên được mà cọt cái con 959 mà một gấp như hình á thì nó sẽ ngốn anh em lanh quanh đâu đó. Nó phải tiền set bô cổ, riêng về cái set cổ là cái bô không nó ngốn anh em cũng khoảng tầm 27 cho tới 30 triệu cho cái set bô với cổ. Cái cùm thắng thì nó rơi vào khoảng tầm 10 triệu, là chạy ra là khoảng tầm 40 triệu. Còn cái set mâm với lại mộ một gấp thì nó rơi vào khoảng tầm gần 60 triệu anh em. Cái mâm này mấy bạn sẽ thấy giống với lại cái mâm của thằng hàng tháo xe của thằng MV Agusta F4. MV Agusta F4 nó cũng có một cái bản mâm chia ba ra giống như vậy các bạn. Còn Ducati nó cũng na ná y chang vậy luôn. Nó sẽ khác tí xíu, nhưng mà nếu mà nói về cái mâm mà chĩa chính cây á, vẫn đẹp nhất là cái cây của thằng MV Agusta F4 RC. Là chính cây của nó là chính cây bự luôn, cái mảng bự. Là giống như cái con MV mà mình dọn cho các anh ở dưới Long Thành á. Cái bảng to, nhìn cái xe ở phần dưới đây rất là đầy. Còn cái cây mà chĩa ra ba cây nhỏ này thì nhìn nó sẽ không có đầy lắm. Cái bộ bể cá này anh em mà mua new á, nó rơi vào khoảng tầm 21-22 triệu. Đây là cái form của con Ducati thực tế. Riêng về dòng Sport, Ducati MV là những cái con xe mà nó ra những cái con Sport Bike đẹp, không điểm chết, không gì để bạn. Và cái form nó cũng không quá cao anh em. Cái form nó cũng ngồi, nó cũng thần thái, nó cũng không quá cao giống như mấy con R1 ở đâu. Như ví dụ như cái con này là 959 ha. Mình ngồi mình nhón hai giò rất là ok. Chứ còn riêng về con R1 cá chê, mắt cú thì ngồi nhón ok, chứ còn mà lên rồi một cái chơi á, mình nhón cực kỳ nhiều. Nhón gần như là hết cái ngón giò luôn. Dạ, form con này là vô là ngồi là núp gió đồ mọi thứ là nó thần thái, nó không có quá chuối, nó không có quá chuối cái đuôi. Đồng ý là cái đuôi mấy bạn nhìn nó vẫn ray, nhưng mà cái form khi mà cái form người ngồi trên xe giống như mình nói mình 1m65. Cái form ngồi trên xe nó cũng không có quá chuối, nó không có quá là ray lắm giống như R1. Nếu mà ôm một con này, mình không nói về chất máy ha, ở một con này nếu mà chạy đoạn đường khoảng 100 cây thì con này nó khỏe hơn là ngồi R1. Con này nếu mà so với R1 thì ngồi nó sẽ khỏe hơn. Rồi sơ sơ thì làm chỉ có vài món cơ bản giống như là lên cùm thắng, rồi lên nặng lúa nhất là vẫn là cái set mâm với lại cái set bộ mộng gấp. Phục vẫn sử dụng, mấy bạn vẫn sử dụng lại cái bộ phục cũ vẫn bình thường. Rồi cái này là xe có sẵn, cái
bộ lốc nồi trong suốt của Shinshi ra mắt. Mấy anh em có nhu cầu dọn xe hay độ xe alo cho mình 0903 678 978. Bye bye, chào tạm biệt.